Apart from drawing and coloring, what do you think colored pencils can do? Strange as it may sound, the familiar colored pencils can also be turned into decorative furniture and small objects that you can place anywhere to give your home a fresher feeling. These objects are the result of the hard work of a Vietnamese artist and the skillful hands of the artisans. Stay with us to discover the story of this artist with the colored pencils and why he chose this material. Bản thân tôi luôn luôn đau đáu tạo ra một cái gì đó xinh đẹp. The little wine stands, clocks and this tea table all have one thing in common. They're all made from colored pencils. These furniture items are the works of artist Lê Xuân Hương, graduated from the Hanoi University of Industrial Fine Arts and became successful as an art collector. Hương has never given up being an artist and creates art of his own. Tôi nghĩ rằng là tôi không phải là người đầu tiên nghĩ ra những cái sản phẩm này. Bởi vì một vài YouTuber đã từng làm. Khi mà tôi nhìn thấy các sản phẩm họ làm thì tôi ngay lập tức nghĩ rằng là tại sao tôi không tạo ra những cái sản phẩm decor sử dụng rất nhiều trong cái không gian nội thất, những cái sản phẩm đa màu sắc tạo cho cái không gian của chúng ta nó sinh động hơn. He says that colored pencils were everything to the kids of his time. They were his companion all throughout his life until he became an art student. Cây bút chì màu nó gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 7X. Bố tôi đi công tác và luôn luôn mua cho tôi những cái cây bút chì màu rất là đẹp mỗi khi mà ông về. Từ thời điểm đó thì tôi cũng đã thích vẽ rồi. Và thời đó thì cũng không có nhiều lựa chọn lắm ngoài mấy cây bút chì màu đó. Sau này khi mà có điều kiện để đi ra nước ngoài nhiều hơn, tôi muốn tạo cái gì đó nó rất là độc đáo, rất là Việt Nam nhưng nó lại có thể hòa nhập được với thế giới. Bút chì màu thì tôi tin rằng là nó gần gũi với bất kỳ ai, gắn bó với bất kỳ đứa trẻ nào. Và đó là lý do mà tôi muốn tạo ra cái sản phẩm từ bút chì màu. Mọi người cũng hay nói với tôi bảo tại sao anh lại làm cái bút chì màu nó lại lãng phí thế. Tôi mới hỏi ngược lại họ rằng là thực ra thì người ta cũng vẫn lấy kim cương để mài, sau đấy người ta có thể tạo ra một sản phẩm khác mà. Vàng cũng thế thôi. Thế thì tại sao tôi không thể dùng bút chì màu? Ban đầu khi tôi sản xuất ra thì mọi người cũng hay nghĩ là các sản phẩm này cho trẻ con. Anh bạn tôi thì anh ấy cũng có một cái showroom nội thất. Khi mà tôi chưa tạo ra được một cái showroom riêng cho mình, tôi còn đem sản phẩm của mình đến chụp ảnh tại cái showroom của anh ấy. Khi mà tôi chưa đem sản phẩm đến thì anh cứ buồn cười. Anh nghĩ rằng là tôi hơi bị crazy. Nhưng mà khi mà tôi bày cái sản phẩm đó, cái bộ sofa đó kết hợp với cái bàn trà bút chì màu của tôi, thì bản thân anh ấy rất là ngạc nhiên bởi vì nó là cái sự kết hợp rất là hoàn hảo. After lots of experimentation and a huge investment in materials, Hương finally succeeded with his furniture and decorative items made from colored pencils. Bút chì màu đối với tôi thì ngoài cái công năng là vẽ, nó là một loại nguyên liệu đa màu sắc mà tôi có thể biến đổi theo ý mình. 36 màu sắc của bút chì màu thì chúng ta sắp xếp và biến đổi, chúng ta có thể tạo ra vô số các cái sản phẩm khác nhau. Khi mà chúng ta sắp xếp có thể gọt đi một nửa chiếc để lộ ra một nửa là lõi của nó thì cũng sẽ tạo ra những cái sản phẩm nó rất là khác biệt. Màu sắc của bút chì rất là nhiều, thành ra nó không hạn chế mình trong cái việc mà tạo ra các mẫu hay các hoa văn. Tôi thích nhất là những hoa văn cách điệu từ cái cánh hoa sen. Từ cái khâu chọn bút chì đến khâu cắt sắp xếp để làm sao cho nó đều, phân chia bút chì nó phải hợp lý hài hòa. Cẩn thận là làm sao khi đổ keo vào nó không bị bồng bềnh lên, keo nó phải đông đặc và trong suốt trong quá trình của mình làm. Mình cũng hết sức cẩn thận và rất khó. Each product here is handmade, making them original and unique. This is also what customers like about his products. Mình cảm thấy ấn tượng đầu tiên về cái sự sáng tạo. Không hiểu sao từ những cái sản phẩm bút chì màu nó đơn giản như này thôi, nó tạo thành những cái tác phẩm nghệ thuật rất là bắt mắt và sặc sỡ. Mình thấy nó là cái sự độc đáo. Và mình biết chắc chắn rằng cái sản phẩm mà mình có nó là duy nhất, không có một cái sản phẩm thứ hai nào ở trên thị trường cả. Tưởng tượng rằng là mở mắt ra vào mỗi buổi sáng, bạn thấy những điều rất nhỏ xinh, trong đó có những cái lọ hoa
mà chúng tôi sản xuất ra thì đó luôn luôn là điều tuyệt vời đối với tôi. Amid a loud, buzzing sound, the craftsmen are still working together with the artists to make life a little more beautiful for people. It's nothing but the talent of craftsmen and artists' desire to assert themselves in the world that allowed these products to be brought to life. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.